Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại nhau trên bản điểm tin tuần trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng và cũng như trên kênh Hùng Lê Chứng khoán. Vào một tuần sau khi mà chúng ta kết thúc năm phiên giao dịch thì Hùng sẽ có một bản tin phân tích bộ ba tháng số chung của thị trường, sau đó thì chúng ta sẽ view một số các danh mục cổ phiếu cơ bản tiềm năng. Thì cái nội dung này thì chúng ta sẽ một tuần chúng ta chỉ có một video và được up lên ở trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Còn đối với kênh Hùng Lê Chứng khoán thì một ngày chúng ta sẽ có một bản tin. Bản tin này nó rất là quan trọng, chúng ta sẽ view bộ ba tham số chung của thị trường gồm chỉ số VN-Index, chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh để chúng ta uh, dõi theo cái đường đi nước bước của thị trường uh, và đường đi nước bước của chỉ số VN-Index. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chỉ số VN-Index nó giống như một cái đường ray ấy, các anh chị. Và nếu mà chúng ta phân tích được đúng trúng đủ uh, cái xu hướng vận động của thị trường và xu hướng vận động của bộ ba tham số chung của thị trường thì khi đó thì tất cả các cái nhóm ngành tất cả các mã cổ phiếu chúng ta cầm thì chúng ta sẽ cái xác suất chúng ta thành công nó sẽ rất là lớn còn trong cái trường hợp mà chúng ta phân tích sai xu hướng thị trường ví dụ như thị trường đang cắm đầu mà chúng ta lại phân tích đi lên như vậy thì tất cả các mã cổ phiếu mà chúng ta cầm thì như vậy nó sẽ bị diện, nó bị trái với cái xu hướng của thị trường và không có bất kể một nhóm ngành nào không có một mã cổ phiếu nào có thể chống lại được cái xu hướng tổng quan của thị trường đó, vậy thì bộ 3 tham số chung của thị trường hàng ngày thì chúng ta sẽ uh, có phân tích ở trên kênh Hùng Lê Chứng Khoán thì Các anh chị có thể đăng ký hai kênh này để chúng ta theo dõi thêm uh, Như thường lệ thì bản tiết tuần của chúng ta uh, tuần từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 uh, tháng 4 Chúng ta đã kết thúc tháng 3 rồi các anh chị Như vậy là uh, quý 1 của năm 2024 đã qua đi và chúng ta bắt đầu vào quý 2 Phân tích bộ 3 tham số chung của thị trường VN30 chỉ số phá sinh và chỉ số vn index phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi view ở một số các danh mục cổ phiếu tiềm năng các mã cổ phiếu trụ sau đó đến ngành bất động sản khu công nghiệp nhóm ngành thép nhóm ngành đầu tư công nhóm ngành bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán và còn thời gian thì chúng ta sẽ đi phân tích thêm uh, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm tất cả các uh, nội dung mà chúng ta phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân của ông lê vì vậy nhà đầu tư sẽ uh, xem xét À, chúng ta sẽ xem xét trước khi mà chúng ta theo dõi và trước khi mà chúng ta áp dụng à, những cái phân tích đó Và với một cái quan điểm Hùng Lê đã chia sẻ rất là chân thành trong cái quá trình mà chúng ta phân tích ở trên kênh Thì à, những cái mong muốn mà cá nhân Hùng Lê mang lại đó là cung cấp cho anh chị em nhà đầu tư những cái góc nhìn tốt nhất, tối ưu nhất về thị trường, về cổ phiếu Làm sao đó để các anh chị đi chậm, đi chắc, đi bền và đi được dài ở trên thị trường chứng khoán Và trên một cái thực tế và một cái thực tiễn đó là gì? 100 nhà đầu tư chứng khoán Uh, tham gia vào thị trường chứng khoán thì chỉ có 8 20% nhà đầu tư là sinh tồn được và phát triển được thôi. Còn lại thì 80% nhà đầu tư sẽ là thất bại và sẽ ra đi vĩnh viễn khỏi thị trường chứng khoán. Chính vậy nên là Hùng Lê cũng mong muốn rằng là các anh chị em của chúng ta cũng sẽ không nằm vào số 80 mà chúng ta cố gắng là chúng ta đứng vào cái số 20 các anh chị, mặc dù là số ít nhưng mà chúng ta cố gắng đứng vào cái 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 cái, cái vế ở bên đó thì nó sẽ rất là tốt và rất là tích cực. <laughs> Rồi chỉ số VN Index tuần phiên giao dịch từ ngày 25 đến ngày 29 thì Nhung đã có phân tích khi mà chúng ta vào phiên giao dịch tuần thì chỉ số VN Index của chúng ta sẽ có xu hướng sẽ có những cái điểm test lại ở vùng 1275 và biên sâu hơn sẽ là vùng 1265 đến vùng 1270 thì qua các cái bản tin hàng ngày thì các anh chị cũng nắm được nội dung rồi và trong phiên giao dịch của ngày 25 chỉ số VN Index của chúng ta test về vùng 1260 1265 đến vùng 1270, nó test tích lũy thành công ở vùng này. Sau đó thì chúng ta đã à, bắt đầu phân tích một cái target lên của chỉ số VN Index sẽ công về vùng 1.290 điểm. Phiên giao dịch ngày 27 chỉ số này đã công lên được đến vùng 1285 đến vùng 1290 và sau đó nó tiếp tục nó quay trở về ở chỉnh cũng lớp gáp ở các cái vùng ở vùng 1275, 1277 điểm hết sức thành công ở đây. Và chính vì sự thành công như vậy thì chúng ta lại tiếp tục đẩy cái target kỹ thuật của chỉ số VN Index lên vùng 1290 đến vùng 1295 ở trong tuần thì như vậy là chỉ số VN Index của chúng ta đã đạt được cái mức cao nhất ở khoảng quanh vùng 1290 đây này hình như là trong phiên này 1293 1294 và sau đó thì chỉ số này tiếp tục quay trở về chỉnh cung lớp cáp đến phiên giao dịch của ngày 29 thì như vậy cũng đã có phân tích là xu hướng chỉ số VN Index của chúng ta sẽ tiếp tục có gáp tăng ở đầu phiên và sau đó chỉ số này sẽ đi chỉnh cung lớp cáp à, xét về mặt kỹ thuật thì chỉ số VN Index của chúng ta ở phiên ngày hôm nay lớp cáp tương đối là tích cực khi mà nó lấp về vùng 1285 sau đó thì nó lấp về vùng 1280 như vậy thì biên hỗ trợ kỹ thuật ngày của vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1280 đến vùng 1285 điểm phát huy tác dụng ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay mặc dù cây nến giờ kết thúc phiên thì nó hơi tiếc nuối một tí tức là đã có thời điểm là chỉ số vn index của chúng ta tiệm cận lại sát ở vùng 1290 tuy nhiên đóng cửa phiên thì nó lại lùi lại ở vùng 1284 với góc độ kỹ thuật hiện tại thì như vậy là phiên giao dịch ngày thứ hai khả năng chỉ số vn index sẽ tiếp tục đẩy lên ở trên vùng 1290 cộng và sau đó thì chúng ta sẽ quay trở về à, tiếp tục chỉnh cung lớp cáp và các điểm chỉnh cung lớp cáp thì theo quan điểm của hùng nó sẽ rơi về vùng 1280 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 1275 tạm thời thì chúng ta sẽ lấy vùng 1275 đến vùng 1280 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật à, ngày của cái phiên giao dịch của ngày tiếp theo ở trong cái tuần giao dịch mới à, test tích lũy thành công của vùng này thì như vậy là nhiệm vụ của chỉ số VN Index của chúng ta sẽ tiếp tục đẩy về chín à, vùng 1295 đến vùng 1300 điểm. Ở trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là Uh, về mặt kỹ thuật đó, thì cái vùng 1295 đến vùng 1300 điểm ở đây sẽ là cái vùng tâm lý và vùng cản tâm lý tương đối mạnh bởi vì đa phần nhà đầu tư bây giờ chúng ta hỏi ai ai mọi người cũng chỉ ra thậm chí là một cái người mà họ không thuần về phân tích kỹ thuật hoặc là không thuần về phân tích kỹ thuật, chứng khoán Họ cũng nói a đấy bây giờ chuẩn bị đến cái vùng 1295 12 1300 điểm là vùng cản đấy ông ạ. À, uh, ông cẩn thận. Ví dụ như vậy thì thì đấy là một cái tâm lý chung của toàn thị trường và Như hùng đã có phân tích về góc độ tạo lập thì gì Ờ, nhà đầu tư thì chúng ta thường đi phân tích kỹ thuật. Đó, phân tích kỹ thuật là gì? Tức là sẽ phân tích ở cái vùng 1295 đến vùng 1300 điểm là cả kỹ thuật đúng không ạ? Nhưng uh, các cái đội tạo lập, các cái dòng tiền lớn gọi là cá mập đi các anh chị. Mọi người hay gọi cá mập thì họ lại đi phân tích tâm lý hành vi của nhà đầu tư. Và khi nào mà nhà đầu tư cảm thấy thận trọng, cảm thấy gọi là rất là cẩn trọng ở phía trước thì như vậy là tạo lập họ thường, họ sẽ thường kéo vượt qua cái mốc đó. Còn khi nào mà nhà đầu tư cá nhân cảm thấy là à như vậy không có vấn đề gì nguy hiểm cả, tất cả mọi thứ đều là màu hồng thì lúc đó họ lại phân phối. á à, tức là họ luôn làm ngược lại với tâm lý và xu hướng của nhà đầu tư nhỏ lẻ thì các anh chị lưu ý. À, tất nhiên là gì thận trọng thì nó vẫn không thừa và ở thời điểm hiện tại thì quan điểm cá nhân đồng lê các anh chị nên đưa tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu à, chúng ta đạt 37 các anh chị, tức là 30% các anh chị nắm giữ vị thế tiền mặt trong lê và 70% chúng ta nắm giữ vị thế cổ phiếu để chờ đợi các cái ý đồ tạo lập của chỉ số VN Index tại vùng 1.300 điểm. Bây giờ chúng ta cùng phân tích sang chỉ số VN30 thì đây chúng ta vào phiên giao dịch từ tuần 2 ngày 25 đến ngày 29 thì Nhung đã có phân tích ở đây đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1276.5 đến vùng 1280 phiên ngày thứ hai test và cái điểm hỗ trợ sâu hơn đó là vùng 1265 đến vùng 1270. Thì chúng ta thấy rằng là trong phiên giao dịch của ngày 25 26 chỉ số VN30 chúng ta test rất thành công và từ đây thì cũng bắt đầu đẩy những cái target kỹ thuật lên vùng 1295, vùng 1300 điểm và đặc biệt ở trong tuần thì như cũng đã có phân tích các anh chị có thể xem lại bản thiết tuần thì cái 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 mark target của chỉ số VN30 có thể được đẩy lên ở khoảng quanh vùng 1305 đến vùng 1310 và đến phiên giao dịch của ngày 28 29 thì chỉ số VN30 của chúng ta đã được đẩy lên ở đây đó là vùng 1305 các anh chị nhá Thế thì um, bước vào phiên giao dịch của ngày 29 thì Nhung đã có phân tích rồi uh, Sẽ có gáp tăng đúng không ạ Gáp tăng ở đầu phiên nó sẽ đẩy lên ở khoảng quanh vùng 1305 nhìn đây này Sau đó thì cái nhiệm vụ là nó sẽ đi lấp gáp Và bản thân thì chỉ số VN30 ngày hôm nay lấp gáp cũng hết sức thành công Đó là nó lấp lên ở quanh vùng 1295 điểm Và cũng hơi tiếc nuối một tí là cây đến giờ kết thúc phiên Với động thái hiện tại như thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục gì Có dự báo ở tuần mới và phiên giao dịch ngày thứ hai Chỉ số VN30 sẽ đẩy lên ở khoảng quanh vùng 1305 đến vùng 1310 sau đó thì nó sẽ tiếp tục đi chỉnh cung lớp cáp và các cái vùng chỉnh cung lớp cáp dự kiến nó sẽ test lại ở vùng 1290 đến vùng 1295. Ở tại đây thì Hùng sẽ phân tích thêm trong trường hợp nếu như mà chỉ số VN30 tích thành công ở vùng này, lực long quay trở lại thì xác suất cao là chỉ số VN30 chúng ta sẽ vượt vượt cái đỉnh, vượt cái điểm 1310 điểm ở đây. Và khi chỉ số này vượt được 31311310 rồi thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ hướng về vùng 1320, sau đó thì sẽ hướng về vùng 1350 và mắc của sóng 3 có thể uh, phục hồi về vùng 1390 đến vùng 1400 điểm. Bây giờ chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30 F1M thì chúng đã có phân tích bản tin tuần, bắt đầu vào phiên giao dịch của ngày 25, dự kiến thì chỉ số phá sinh sẽ quay trở về vùng 1270, 1275 để test tích lũy, điểm sâu hơn sẽ là vùng 1260. Test tích lũy thành công thì chúng ta sẽ ngắm lên cái cản kỹ thuật tuần của chỉ số phá sinh sẽ hướng về vùng 1310 Đó là những cái nội dung mà chúng ta đã có phân tích ngay khi mà chúng ta kết thúc bản tin tuần cũ Và ở trong tuần thì các anh chị nhìn thấy một cái cản chéo ở đây Hùng đã phân tích rất rõ các cái ý đồ về các phiên giao dịch hàng ngày Ví dụ chạm cái vùng cản chéo này thì phá sinh sẽ sọc lại Sau đó hồi lên và đây các anh chị phiên giao dịch của ngày 26 13 giờ, cái điểm mẫu chốt Mùng đã có phân tích cực kỳ kỹ đó là vùng 1282. Sau khi chỉ số phá sinh vượt thoát qua được cái vùng này thì như vậy là phá sinh bắt đầu gì? Tiền cận và bắt đầu tiến đánh lên các cái vùng cảng kỹ thuật ở vùng 1295, vùng 1300 điểm và phiên giao dịch ngày 29 thì như vậy là gì? À, chỉ số à, và Kết thúc của phiên giao dịch ngày 28 thì như vậy là chỉ số phá sinh của chúng ta cũng đã có một cái lực long cực kỳ tốt và tiệm cận sát đến vùng 1310 điểm vào phiên giao dịch ngày 29 thì về cơ bản như vậy thôi, nó sẽ có một cáp tăng nhẹ ở đây nếu có và sau đó thì chỉ số phá sinh của chúng ta sẽ đi lấp gáp. Điểm lấp gáp kỹ thuật ở vùng 12 1300 điểm và điểm thứ hai ở vùng 1295. Thì về lý thuyết là trong phiên giao dịch của ngày 28 và hôm nay là ngày 29 thì chỉ số phá sinh đang đỡ khá là tốt ở trên vùng 1295 điểm. Như vậy về mặt thiên lượng kỹ thuật ở tuần tới và khi chúng ta vào phiên giao dịch tuần thì như vậy là Hùng sẽ tiếp tục đánh giá cái khả năng chịu tải ở vùng 1295 trong trường hợp mà khỏe thị trường khỏe thì như vậy là nó test về vùng 1,295 và nó tiếp tục đẩy cái gáp tăng về ở khoảng quanh vùng 1310 đến vùng 1315 thì đây là xu hướng tích cực để các anh chị này. Còn trong trường hợp nếu như chỉ số phá sinh của chúng ta bị mất ở vùng 1295 thì như vậy là chúng ta phải tính toán thêm cái điểm lấp gáp bởi vì là trong phiên giao dịch ngày 28 thì phá sinh của chúng ta đã có một điểm kéo gáp từ khoảng quanh vùng 1284-85 này và nó kéo lên đến tận lên đến vùng 1295. Vậy thì có thể cũng rất có thể là tuần tới chỉ số phá sinh sẽ quay trở về chỉnh cung lắp gáp và nó lắp xong. Tích lũy thành công thì như vậy nhiệm vụ ở trong tuần tới thì phá sinh sẽ hướng về vùng cả tuần 1310 đến vùng 1315. Ok. Bây giờ thì anh chị em của chúng ta sẽ nhìn sang một cái ý đồ mà ý đồ này thì cũng đã phân tích khá là dài, đó là mô hình vận động của chỉ số VN ở trên trạc kỹ thuật ngày. Mô hình tam giác, mô hình nêm, trong đó cạnh cản kỹ thuật trên đó chính là cái đường cản chéo của kênh xu hướng và đường hỗ trợ kỹ thuật ngang. Chúng ta có điểm 1247, 1250 và có một cái điểm thứ hai ở đây đó là điểm 1220, chính là điểm mà chạm đến kênh xu hướng ngày. Các anh chị, chạm kênh xu hướng ngày. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua chỉ số VN Index sau khi mà test lại thành công ở quanh ngưỡng 1265 đến khoảng quanh 1270 thì phải chỉ số này bắt đầu có sự vượt thoát và kéo về cái vùng cảng kỹ thuật ở vùng 1290 và các anh chị như hùng đã có phân tích các bản tin hàng ngày rồi thì các anh chị đều nắm được các cái nội dung. Và khi mà chỉ số VN Index của chúng ta tiệm cận đến vùng 1295 1300 điểm ở đây thì đây là vùng cản tâm lý và chúng ta thấy rằng là cây nến kết thúc tuần thì như vậy là chúng ta lại xuất hiện một cây nến đỏ ở đây, như vậy khả năng tuần tới cái áp lực chỉnh cung của thị trường nó sẽ áp gia tăng thêm đến khoảng 1 đến 2 phiên và ở các cái điểm mà À, chỉ số VN Index có thể lùi lại nó có thể quay trở về test tức là nó lại lùi lại cái 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 điểm hỗ trợ cái tuần ở trong tuần vừa qua đó là vùng 1265 đến vùng 1270 thì như vậy là chúng ta sẽ uh, tiếp tục uh, quan sát và theo dõi cái động thái tạo lập của chỉ số VN Index vùng này đó và trong trường hợp nó về đến đây nó phục hồi đó ví dụ như vậy và nó phục hồi và nó lại tiếp tục kéo để nó kéo trượt tức là cái điểm các anh chị lưu ý là cứ mỗi lần chạm cản trên thì chỉ số vn index chúng ta sẽ quay trở về chỉ cung và chạm hỗ trợ dưới thì lại bật lên và nó cứ đi ở trong cái mô hình tam giác này là tích cực nó đi cho đến khi cho đến khi nó vượt khỏi mô hình tam giác này các anh chị nó đi cho đến khi nó vượt khỏi mô hình tam giác này tức là một là break lên trên hai là đây các anh chị nó bị mất ở cái vùng cản uh, vùng vùng gọi là vùng gì vùng hỗ trợ cái thuật dưới thì nó cứ đi như vậy thôi nó đi cho đến lúc nào mà kết thúc cái mô hình này thì các anh chị em của chúng ta cũng sẽ tiếp tục uh, dõi theo về mặt xu hướng cho đến khi uh, kết thúc mô hình này và trong trường hợp nó cứ đi sideways ở trong cái biên này thì theo quan điểm của hùng là tích cực cứ chạm hỗ trợ thì uh, chúng ta sẽ phân tích để chúng ta um, đánh chúng ta lướt khoảng hai mươi ba phần trăm danh mục và cứ chạm cản trên thì chúng ta có thể uh, canh để chúng ta bán bớt tạm thời sẽ là như vậy Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào view ở danh mục tuần. MBG ở trong tuần thì cũng có dự báo về xu hướng chỉ cung chúng ta sẽ test lại vùng 48 48.5, mục tiêu thì cổ phiếu này sẽ công về đầu tiên nó sẽ công về vùng 50, sau đó nó sẽ công về vùng 51 và trên thực tế thì tuần này thì MBG đã công lên đến vùng 52. Và hiện tại thì vùng 51 52, đây là vùng gọi là vùng cản chéo các anh chị, vùng cản chéo trên trên sạc kỹ thuật ngày của cổ phiếu này. Do đó thì nó sẽ mất khả năng là nó sẽ mất thêm một vài phiên và các anh chị nhìn thấy chạm 52 nó chỉnh này rồi chạm 51 thì nó lại công lên và chạm 52 nó lại chỉnh và phiên ngày hôm nay thì nó lại tiếp tục gì, tiếp tục cái nhiệm vụ là vượt thoát vùng 52 tuy nhiên là nó vượt thoát chưa thành tuần tới <laughs> khả năng thì nó sẽ tiếp tục test lại quanh vùng 51 vùng 50 và à 50.5 và điểm sâu hơn có thể là vùng 50 kỳ vọng uh, test tích lũy thành công ở vùng này đó và mục tiêu thì nó sẽ vượt thoát vùng 52 và target kỹ thuật tiếp theo của mỗi đúng sẽ hướng lên vùng 55 Masan ở trong tuần vừa qua thì như vậy là chúng ta có phân tích dự kiến điểm chỉnh cung đầu tiên đó là vùng 76 đến khoảng vùng 76.8 và dự báo phục hồi. Tuy nhiên các anh chị để ý là khi mà Masan test về vùng này thì nó bị mất ở vùng 76 và vùng 76 mất thì nó sẽ phải lùi lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo đó là vùng 74. Thì tại vùng 74 Masan có điểm hồi thứ nhất uh, lo lên được uh, xuyên soát qua vùng 78. Tuy nhiên hai cây nến uh, gọi là hai hai phiên giao dịch kết tuần thì như vậy là Masan lại tiếp tục bị đạp quay trở lại chính vậy nên tuần tới sẽ tiếp tục uh, phân tích ở quanh vùng 74 anh chị nhá cái vùng 74 này là cái vùng mà nó sẽ thể cái sự phân kỳ cổ phiếu trong trường hợp mà nó test thành công thì như vậy nó sẽ phục hồi luôn còn trong trường hợp nếu như mà man san bị mất ở vùng 74 thì chúng ta phải tính toán mà cái điểm hỗ trợ cái thuật sâu hơn của man san đó là ở khoảng quanh vùng 70 đến khoảng vùng 71 và nếu như mà có thu gom thì các anh chị cứ bình tĩnh từ từ trong trường hợp nếu các anh chị có hàng chúng ta có thể lướt ngắn bằng cách chờ tín hiệu đảo chiều đây các anh chị này đây là một cây nến đảo chiều nhé mặc dù là khi nó test thì nó test sâu nhưng mà đến sau đó thì nó có một cây nến đảo chiều và nó bứt lại được ở trên vùng 75 đó còn trong trường hợp nếu như nó mất vùng 74 là thôi chúng ta sẽ dừng lại đã đúng không ạ Vinamilk ở trong tuần vừa qua thì chủ đạo là nó cũng đang tích lũy sideways đi ngang thôi Cũng chưa có nhiều động lực biên hỗ trợ kỹ thuật Thì Nhung đã có phân tích ở đây đó là vùng 67.3 Đến vùng 67.5 thì các anh chị để ý thế đây này Nó đi cả tuần ở vùng 67.3 có sự phục hồi lên vùng 68.5 Tuy nhiên là phiên kết tuần nó lại đi dích 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 như này Đó vậy thì như vậy là ở đây thì nó lại tiếp tục tích lũy thôi Và tích lũy thành công thì nhiệm vụ của nó là ở vùng 69 đến khoảng quanh vùng 69.5 Cổ phiếu BVH trong tuần nó test thành công ở vùng 42.3, 42.5 và cũng đạt được cái target tuần ở vùng 43.5 tuy nhiên ở cây nến của phiên ngày 29 thì như vậy là BPH lại bị mất cái kênh xu hướng nó đang setup từ vùng 41.5 lên đến vùng 43.5 ở đây à, chính vậy nên khả năng tuần tới thì BPH sẽ quay trở về các cái điểm chỉnh cung kỹ thuật lại ở vùng 42.3 đến vùng 42.5 test tiếp đi thành công thì mục tiêu lại ngắm lại cản 43.5 đến khoảng vùng 44 Ờ, cổ phiếu di G... ở đây như chúng ta có phân tích là gì sẽ quay trở lại vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 63 Thì um, phiên giao dịch của ngày 26 uh, cổ phiếu J đã quay về điểm hỗ trợ kỹ thuật này Và sau đó thì di có một điểm bật thoát lên Target mục tiêu tuần ở vùng 66 thì chưa đạt được Nó chỉ lên được khoảng quanh vùng 65.2 ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai thôi Rồi sau đó thì cơ bản là nó test hỗ trợ và nó sai quay đi ngang Ở khoảng quanh biên 63.5 đến vùng 64.5 Tuần tới khả năng xu hướng uh, G sẽ tiếp tục quay trở về test lại vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 63 63 85 test thì thành công, mục tiêu thì cũng không có gì thay đổi cả. Mục tiêu thì trong thời điểm này thì cũng vẫn tiếp tục hướng target của J về khoảng quanh vùng 66. Ờ uh, Vinhome ở trong tuần thì uh, <laughs> sau khi mà đạt được đây các anh chị nhá, uh, điểm chỉnh cung dự kiến kỹ thuật thì Nhung đã có phân tích này, 43 cái đường line này là 43 42.3 và target kỹ thuật tuần thì dự báo ở vùng 44 đến khoảng vùng 44.4 thì như vậy nó lên được đến vùng 44 và nó bắt đầu nó quay trở về nó nó chỉnh cung nó lấp gáp và nó gần như nó đang lấp lại hết cái thân nến của phiên ngày 28. Với động thái hiện tại như thế này thì như vậy tuần tới chúng ta lại tiếp tục có ở vùng 42.3 đến khoảng vùng 42.5 test thì thành công thì như vậy là chúng ta lại gì? Chúng ta lại ngắm lại vùng 44. Và các anh chị để ý thấy là ví dụ trong cái thời điểm hiện tại mà chúng ta có vị thế của Vinhome thì chúng ta hoàn toàn có thể ke ở vùng hỗ trợ kỹ thuật và vùng cản để chúng ta tối ưu hóa. <laughs> Vic trong tuần thì chúng ta cũng đã có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 45.8 đến vùng 46.1 đấy các anh chị. Thậm chí tuần trước nó cũng có từ phiên giao dịch ở ngày 21 đến ngày 22 và ngày 25 Uh, thì tích lũy thành công ở vùng này, ta các kỹ kế thuật sẽ ngắm lên vùng 48 đến 48.5 Và tuần vừa qua thì nó đạt được uh, gần 48 ở trong phiên giao dịch ngày 28 Và nó đang có một cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở đây uh, Trong hai phiên ngày 28 đến ngày 29 thì nó lấp gáp tương đối là thành công Và nó chỉ lấp về được uh, quanh vùng 47.3 Như vậy tuần tới uh, chúng ta sẽ lấy ở biên 47, 47.3 sẽ là biên dự kiến chỉnh cung test tích lũy thành công ở vùng này Thì uh, <laughs> Dự kiến cổ phiếu sẽ vượt thoát vùng 48 và hướng đến cái target kỹ thuật tiếp theo của cổ phiếu Vic ở vùng 49. 6 ngày mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo, đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Mã cổ phiếu KBC, ông đã có truyền tải thành một cái bản tin phân tích riêng và đến thời điểm hiện tại trong tuần thì như vậy là ông đang Uh, tiếp tục hướng đến cái target tuần ở vùng 36 đến vùng 36.5 đồng thời nó có hỗ trợ cái thuật tuần ở vùng ở đây chúng ta đã phân tích ở vùng 34.7 đến vùng 35 điểm test một uh, vòng lên cản sau đó thì nó lại bắt đầu quay trở về điểm test kỹ thuật thứ hai như vậy tuần tới vùng 34.5 34.7 đến vùng 35 dự báo sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật và cổ phiếu sẽ quay trở về đây test cung chỉnh nền test thành công mục tiêu uh, mục tiêu trong ngắn hạn của KBC sẽ bứt qua vùng 36.5 để đi về vùng 4 4x các anh chị đang dự báo là KBC sẽ quay trở về vùng 4x. Cổ phiếu ITA trong tuần dự kiến biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 6, cản kỹ thuật ở vùng 6.2, như vậy là nó test hỗ trợ và nó đạt cản. Sau đó thì phiên 28, 27, 28, 29 thì như vậy là ITA đang có cái xu hướng suy yếu tuần tới, như vậy là nó lại về lại vùng 5.95 đến vùng 6 test tích lũy thành công. Mục tiêu lại ở vùng 6.2, sau đó thì sẽ hướng về cản 6.35. SSC ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay hai cây nến giờ đầu phiên uh, giao dịch khá là tích cực tuy nhiên là <laughs> kết thúc phiên thì nó cũng chỉnh chung với cả thị trường trong tuần thì cũng có dự báo uh, cổ phiếu SSC sẽ quay trở về vùng chỉnh cung kỹ thuật ở vùng 43 trên thực tế thì nó test sâu hơn một tí đó là test về vùng 42 42.2 42.2 và sau đó nó rút chân, rút chân đi lên và target kỹ thuật tuần ở vùng 45 ở vùng 45 các anh chị thì nó đạt được ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay suy sát đấy phiên này là lên được uh, mắc đâu đó khoảng tầm 44.95 tức là một suy soát đi nữa thì nó đạt 45 thôi và sau đó thì nó đang quay trở về chỉnh cung lớp cáp chung với cả thị trường như vậy tuần tới biên dự kiến hỗ trợ kỹ thuật là cổ phiếu SSC sẽ quay trở về vùng 43 43.5 test lưu ý thành công mục tiêu sẽ là vùng 45 và điểm xa hơn sẽ là vùng 46.5 ở đây nó đang có một cái cản ở vùng 46.5 cả tuần IDC trong tuần thì nó cũng test thành công hỗ trợ tuần này đây cũng có dự báo với vùng hỗ trợ tuần kỹ thuật ở vùng 58.5 và nó có test ở sâu hơn một tí ở vùng 58 nhưng xét về góc độ kỹ thuật thì như vậy là gần như nó nó sideways ở quanh vùng 58.5 target tuần 1 ở vùng 60 và target tuần 2 thì nó ở vùng 62 và trong tuần thì nó xích xoát đi được lên đến vùng 60 và nó lại quay trở về chỉnh cung thì đây các anh chị này điểm này nó cũng chạm vùng 60 và nó quay trở về test cung như vậy thì tuần tới nó cũng hoàn toàn như vậy thôi mô típ thì khả năng không có gì thay đổi cả nó sẽ tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 58 58.5 test tích đi thành công thì như vậy là chúng ta lại uh, lại nhiệm vụ công công cản ở đây là vùng 60 bước được vùng 60 thì lên vùng 61 vượt được 61 thì nó sẽ có một cái cản cản tuần ở đây là cản tuần ở vùng 62 cổ phiếu VGC ở trong tuần nhưng đã có phân tích dự báo đây đó vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 57 đến vùng 58 thì các anh chị để ý là phiên giao dịch ngày 25 26 này thì cổ phiếu này test về vùng 57 và sau đó thì nó hoàn thành được cái target 1 ở vùng 59.5 và tiếp tục hoàn thành target 2 ở vùng 61 và sau khi chạm 61 thì ở đây nó có bốn cây nến giờ và đặc biệt cây nến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay thì như vậy là nó bị đạp khá là mạnh vì vậy tuần tới sẽ là vùng 58 dự kiến sẽ test về vùng 58 điểm sâu hơn sẽ là vùng 57 57.5. Test đi thành công thì mục tiêu nó lại quay như vậy thôi và nó răng lạc đấy các anh chị này. Các anh để gì để ý nhá, phiên ngày 18 này nó test vùng 56 và nó cũng kéo lên được target ở loanh quanh vùng 61 này, sau đó nó chỉnh cung ở vùng 57 tuần vừa rồi cũng có phân tích này thì nó lại tiếp tục kéo lên vùng 61 này. Và tuần tới khả năng lại như vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta nắm được cái sự vận hành của cổ phiếu đúng không ạ? Vận hành của thị trường thì chúng ta rất là ngon. Ví dụ chúng ta đang cầm VGC thì cứ cái đoạn này thì mục một ít, cái đoạn trên này thì tôi bán đi một ít gốc thì chúng ta cứ giữ lại và chúng ta đánh như vậy cực kỳ an toàn các anh chị lướt trên danh mục khoảng tầm từ 30 phần trăm còn anh chị nào mà máu thì có thể đẩy lên 50 phần trăm trên cái danh mục mình nắm là cực kỳ ok cực kỳ happy luôn chúng ta luôn sẵn sàng có hàng ở trong đấy và chúng ta có thể sẵn sàng xử lý nếu mà chúng ta bị cân bị sai đó rồi mã cổ phiếu tiếp ở đây nó không có dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở đây là vùng mấy nhỉ 26.3 26.5 Target 1 ở vùng 27, target 2 ở vùng 28 và trong tuần thì lên được vùng 27 đây, chạm với vùng cả tuần trước tuần cũ. Đấy tuần vừa rồi nó cũng nhoi lên được vùng 27 và về đây vùng 27 nó bị chỉnh lại. Và tuần này thì như vậy thôi, như vậy là vùng 26 26.3 26.5. À, tiếp tục test tích lũy và thậm chí là có cái điểm nếu nếu như chúng ta lùi lùi xuống một tí, chúng ta phải lùi 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 xuống một tí đây này. Cái điểm test của tuần tới khả năng sẽ ở khoảng quanh vùng 26.2 các anh chị. À, xin lỗi cả nhà, 26.2 mà Đó, nó có thể là nó sẽ có một cái động thái là gì, nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 26.2, à, sau đó nhiệm vụ là không có gì cả, nó lại gì, 27, sau đó nó lại thực hiện uh, nhiệm vụ tiếp theo ở vùng 28. Nhóm ngành mùng sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép, thì đối với nhóm ngành thép như chúng ta đã nắm được rồi, uh, về cơ bản hiện tại là cổ phiếu thép đang thực hiện uh, nội dung đó là break cản trung hạn, các anh chị break cản trung hạn để mở sóng và cái cả trung hạn đó là cả nào thì Hùng sẽ phân tích cụ thể từng cái mã cổ phiếu để các anh chị nắm được. HPG ở đây, trong tuần thì cũng có dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 30 30.2 và các anh chị để ý thấy là phiên giao dịch ngày 26 cổ phiếu HPG quay trở về test cung kỹ thuật, đồng thời nó cũng đã có một cái nhịp kéo ở đây về vùng 31. Thì đối với mã cổ phiếu HPG cả trung hạn trong thời điểm hiện tại đó là vùng 31 đến vùng 31 à 31.5 đến vùng 32. Và khi nào cổ phiếu HPG bứt được cái vùng cản 32 thì như vậy là cổ phiếu này sẽ bắt đầu mở trend và sau nhịp kéo nháp thì như vậy là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì cũng có dự báo là vùng 30.4 sẽ là vùng cân bằng quay trở lại cổ phiếu tuy nhiên cây đến giờ kết thúc phiên thì nó lại bị uh, mất vùng 30.4 và khi vùng 30.4 bị mất như vậy là nó lại tiếp tục quay trở lại vùng 30 30.2 và tuần tới thì cũng sẽ tập trung để cũng đánh giá cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này tích lũy thành công thì nhiệm vụ lại uh, không có gì cả và cái vùng 31.5 đến vùng 32 sẽ là cái cái vùng vùng giá mục tiêu mà cổ phiếu này sẽ cần phải vươn tới <laughs> cổ phiếu Hoa Sen ở trong tuần Hùng có dự báo vùng 22.65 đến vùng 22.8 đây các anh chị phiên 26 có luôn có điểm test này đồng thời thì chúng ta cũng có các cái vùng cảng cái thuật 23.5 này vùng cảng cái thuật 24 và trong tuần thì HSG cực đẹp luôn có thời điểm đã bứt lên đến vùng 24.7 và hiện tại thì bây giờ nó cũng bắt đầu nó chỉnh cũng lấp gáp cản trung hạn của Hoa Sen đó là vùng 24 và chỉ cần cổ phiếu Hoa Sen bứt được qua vùng 24 cộng test thành công lại trên vùng 24 thì như vậy là chính thức là Hoa Sen cũng sẽ bắt đầu mở một cái trang kỹ thuật mới. Ở đây thì sau khi mà động thái một là kéo nháp qua cản này rồi bắt đầu nó sẽ quay trở lại vùng test cản như vậy vùng 23.5 đến vùng 23.7 còn điểm sâu hơn sẽ là vùng 23 tuần tới. Uh, test tư thành công ở vùng này và lực cầu quay trở lại thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm vùng cản kỹ thuật 24 đến khoảng quanh vùng 25 ngắn hạn sẽ là như vậy. Cổ phiếu Nam Kim ở trong tuần vừa qua xu hướng cũng rất tích cực khi mà cổ phiếu này à, có điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 24.8 đến vùng 25. Các anh chị trong phiên giao dịch ngày 26 thì nó test hỗ trợ tuần mùng đã có phân tích. Đồng thời thì chúng ta cũng có một cái vùng cản mà ông đã đưa ra ở đây đó là khoảng quanh vùng 26.7 đến khoảng quanh vùng 27 thì nó cũng đã đạt được ở trong phiên giao dịch ngày 27 và nó bắt đầu quay trở về lấp gáp. Thì cản trung hạn của Nam Kim ở đây là vùng 26 và chỉ cần Nam Kim bay qua vùng 26 test lại vùng 26 thành công thì như vậy là À, xu hướng thì nam kim cũng sẽ bắt đầu à, có những cái điểm gọi là mở mở kênh xu hướng mở trend thế thì ở đây là phiên ngày hôm nay thực ra cái điểm 25.5 25.7 và phiên ngày hôm nay nó có cái điểm cân bằng ở 25.7 rất là đẹp ở à, tuy nhiên là cây nến kết thúc phiên thì nó lại hơi đuối một tí tức là nếu trường hợp nó đóng trên 27 25.7 thì khá là ok nhưng mà nó lại bị tụt qua vùng 257 nên là cái biên ở đây lùng có lấy là 257 cộng trừ 0.2 tức là biên 25.5 đến biên 25.7 tuần tới kỳ vọng Nam Kim sẽ test thành công còn trong trường hợp nếu như mà nó 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 nó, nó bị thủng 25.5 thì cũng có thể là nó sẽ quay trở lại một lần nữa ở vùng 24 8 đến vùng 25 test tích lũy thành công vùng này và mục tiêu thì nói chung là khả năng thì cũng sẽ dự báo là thép thì nó cũng chỉ loanh quanh nó cũng chỉ chỉ, chỉ 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 quay 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 trở về đây thôi đó, các cái điểm hỗ trợ tuần đây nó đang test cực kỳ là đẹp này từ phiên giao dịch của ngày 19 20 cho đến thời điểm hiện tại là cái biên 24.8 đến biên 25 khá là tích cực của Nam Kim. Đó, thì nó sẽ quay trở về các cái biên hỗ trợ như vậy và test tích lũy thành công thì mục tiêu mục tiêu là bứt 26 và hướng về vùng 27. VGS cũng gần như là bây giờ nó cũng gần như phía trước nó cũng hết gần như là hết cản rồi các anh chị. Và trong tuần thì cũng có dự báo vùng 26.5 là vùng hỗ trợ kỹ thuật và cả cái thuật tuần sẽ là vùng 29 trong tuần thì đánh lên được vùng 28.3 và nó quay trở về nó chỉnh cung lắp gáp ở đây tuần tới lại vùng 26.5 trong trường hợp nếu như mà gọi là nó nó đuối hơn một tí thì đây này đấy, chúng ta lấy từ phiên giao dịch của ngày 19 cho đến ngày hôm nay đúng không thì như vậy là nó có vùng hỗ trợ đây này đó và mục tiêu thì như vậy thôi chúng ta vẫn tiếp tục hướng về đây là hỗ trợ vùng 20 25 7 vùng 26 này và mục tiêu thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm về cả 28.5 đến vùng 29 để là target mục tiêu của VGS TLH trong tuần có điểm có điểm test hỗ trợ đây vùng 8.6 vùng 8.7 này và nó cũng công cản tuần ở vùng 9 đến vùng 9.1 à, Tuy nhiên tại đây thì nó cũng chưa thể vượt thoát đi qua nên nó quay trở về nó chỉnh cùng lắp gáp đó tuần tới thì lại vùng 8.5 8 6 8 7 ở đây test tích đi thành công ở vùng này thì như vậy là nhiệm vụ là vùng 9 9.1 và điểm xa hơn điểm xa hơn trong cái trong cái target kỹ thuật của cổ phiếu TLH sẽ nằm ở vùng 9.5. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành đầu tư công thì đây cũng là một cái nhóm ngành hết sức là quan trọng và <laughs> hiện tại thì xu hướng của nhóm ngành này cũng đang khá là tích cực các anh chị. Cổ phiếu KSB trong tuần thì có dự kiến ở đây vùng 26.2 đến vùng 26.4 và target tuần thì như vậy là chúng ta sẽ lần lượt tiến về vùng 27.5 à, sau đó sẽ ngắm về vùng 28. Trong tuần lên được đến vùng 27.4.35 này thì cổ phiếu KSB có một điểm test một này. Tức là long một test lại này, long này, test lại và như vậy phiên kết tuần thì nó đang quay trở về vùng 26.2 tuần tới như vậy sẽ ở khoảng vùng 26 26.2 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật của KSB test đi thành công nhiệm vụ sẽ tiếp tục hướng lại vùng 27.2 xa hơn sẽ là vùng 28 tức là nó sẽ lần lượt công các cái vùng cản kỹ thuật các anh chị nhé đó và công được cản kỹ thuật thấp thì như vậy là chúng ta sẽ hướng đến cái cản kỹ thuật cao cổ phiếu PLC khá là tích cực nhưng đã có phân tích dự báo đây khả năng nó có thể test lại ở quanh vùng 33 và nó sẽ hướng về vùng cản 35 thì trong tuần thì PLC kéo một mạch luôn thậm chí là có thời điểm là lên đến vùng 35.5 và tại đây thì cổ phiếu này đã đang uh, thực hiện cái động thác chỉnh cung lắp cáp như vậy các cái điểm chỉnh lớp đẹp và hiện tại là khá là đẹp vùng 33.5 đến vùng 34 bốn uh, lớp thành công thì như vậy là chúng ta sẽ hướng vùng 35 sau đó thì tuần tới mục tiêu sẽ hướng lên khoảng quanh vùng cản 36 cổ phiếu VCG <laughs> có vùng hỗ trợ kỹ thuật và vùng cản ở đây như đã có phân tích này thì cái điểm chỉnh cung kỹ thuật đầu tiên nó sẽ về vùng 25.4 và điểm thứ hai trong tuần thì nó test uh, test về cái mút này tức là mút này là vùng 25.1 các chị đó thì uh, điểm một là nó long về cản 26.3 này sau đó nó test này xong nó điểm hai nó tiếp tục long về cản 26 26.3 này và điểm 3 đó như vậy là trong tuần vừa qua thì chúng ta có hai điểm mà uh, cổ phiếu VCG công vùng cả tuần, đồng thời nó cũng có hai điểm test hỗ trợ kỹ thuật tuần ở quanh vùng 26.1. À, xin lỗi cả nhà, 25.1 đến vùng 25.2 khá là tích cực và hai cây nến giờ, đây các anh chị hai cây nến giờ kết thúc phiên của ngày hôm nay là hai cây nến giờ hết sức là happy như vậy với động thái này thì khả năng là gì tuần tới chúng ta lại tiếp tục dự báo về mặt xu hướng à, VCG sẽ tiếp tục hướng vùng 26 đến khoảng vùng 26.3. Fcn đây là một mã cổ phiếu cũng rất là hay Và cũng đã có phân tích rất là kỹ Và nhấn mạnh cho các anh chị em nhà đầu tư Trong quá trình mà chúng ta cầm nắm Thì trong tuần vừa qua Mục tiêu của FCN thì hướng về vùng target 17 Tuy nhiên là lên được khoảng vùng 16.85 Như vậy là nó tiếp tục nó sideways này Và các cái điểm mà nó giữ Nó neo giữ về mặt xu hướng cũng khá là tốt Ở vùng 16.3, 16 năm 16 đây các anh chị 16.3, 16 năm 16 đây nó test khá là thành công Và tuần tới thì khả năng nó cũng chỉ có những cái điểm Mà nó test đi test lại ở khoảng trên vùng 16.3 và mục tiêu thì ở vùng 17 và đến vùng 17.5. Cổ phiếu LCG dự báo về mặt thiên hướng kỹ thuật ở trong tuần sẽ quay trở lại ở cái biên ở đây là khoảng vùng 13 13 4 10, à, 13 5, 13 5 13 6 này nhưng mà trên thực tế thì cây nến của ngày thứ hai thì nó kéo lên đến vùng cản kỹ thuật luôn tức là cản 14.5 sau đó nó quay trở lại test này và điểm test kỹ thuật ở vùng 13 7 13 8 khá là đẹp sau đó là nó lại tiếp tục công vùng cản lần hai và quay trở về chỉnh cung và trong phiên giao dịch của ngày 29 ở phiên ngày hôm nay thì như vậy là các cái điểm mà um, LCG quay trở về vùng 13 7 13 8 tương đối thành công các anh chị đây là những cái điểm test rất là thành công và dự báo với cái cách thức vận hành như vậy thì chúng ta lại tiếp tục ngắm vùng cản 14.4 đến khoảng vùng 14.5 như vậy thì gì như vậy là chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta uh, phân tích và chúng ta nắm được các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ví dụ như đây này đó trong cái tuần từ vùng từ ngày 12, 13 này rồi 18 này, phiên ngày 18 này chúng ta có phân tích những cái vùng ví dụ như vùng 13 đến vùng 13 1 13 2. Đó và từ đây thì chúng ta kéo lên được cái target 14 này và 14.5 đó vậy thì chúng ta thấy là các cái điểm mà hỗ trợ kỹ thuật sẽ là những cái điểm mà chúng ta thu gom thì như vậy là chúng ta sẽ tối ưu hóa được những cái vị thế rất là 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 tích cực trong quá trình mà chúng ta đầu tư cổ phiếu HHV đây Dự báo hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 15.3. Cản thì 15.9, xong đó đến vùng 16.3. Nhưng mà trong tuần thì lên được vùng 15.9 thôi và nó lại quay trở về chỉnh cung. Và ở đây thì chúng ta lại tiếp tục có vùng 15.3, 15.4. Tuần, tuần tới lại 15.3, 15.4 này. Tết đi thành công ở vùng này. Thì như vậy là chúng ta lại có 15.9. 16.3 Nói chung là loanh quanh 15.9, 16.3 Đây là cản kỹ thuật của cổ phiếu Chúng ta sẽ đi phân tích sang một nhóm ngành nữa rất quan trọng và hiện tại thì dòng tiền đang tập trung tương đối lớn và rất nhiều nhà đầu tư cầm đó là bất động sản dân cư. Trong khoảng 2 tuần đổ lại đây thì dòng tiền đổ vào nhóm này khá là tốt và tích cực. Sell sự báo vùng 23 là vùng hỗ trợ kỹ thuật, cản trên sẽ là vùng 24.2 đến vùng 24.5. Trong tuần thì nó lên được đến điểm 24.2 cộng và nó bắt đầu nó quay trở về nó test tích lũy ở vùng 23 Cây đến giờ kết thúc phiên thì hơi xấu Đấy Tất nhiên là một cây đến giờ này thì nó chưa nói lên cái điều gì cả Và tuần tới vùng 23 sẽ là vùng gì Nó sẽ phân tranh cái câu chuyện là Phục hồi luôn hay là sẽ test về vùng 22.3 đến khoảng vùng 2.5 Trong trường hợp nếu cây đến giờ tiếp theo mà cổ phiếu xe không lấy lại được vùng 23 cộng Thì khả năng là nó sẽ lùi lại một nhịp nữa Đây, đây điểm này nó cũng test này Đấy, Điểm này nó test về vùng 22.3 và nó kéo lên Uh, vùng cảng kỹ thuật 242 này và rất có thể điểm này nó cũng sẽ làm như vậy đúng không ạ và như vậy là chúng ta lại tối ưu hóa t cộng bằng cách là gì về đây chúng ta com và lên đến uh, lên đến cái vùng 24.2 thì như vậy là chúng ta sẽ gì chúng ta sẽ canh để chúng ta bán bớt đi đó là cái cách mà luôn hướng anh chị em nên nên như vậy <laughs> cổ phiếu HDG trong tuần dự kiến vùng chỉnh cung kỹ thuật 1 ở vùng 29 29 và điểm 2 sẽ là vùng 28.5 thì có luôn các anh chị. À, nó chạm luôn kênh xu hướng và HDG trong tuần thì rất là đẹp, test thành công hỗ trợ và công thành công cản luôn. Đấy, vùng 30.5 suy sát như thế này là cũng khá là tốt rồi đúng không các anh chị? Đấy, chúng ta phân tích cái vùng cản của thuật 30.5 mà nó lên đến vùng 30.3, 30.4 như vậy là khá là sát rồi. Và sau đó thì cổ phiếu bắt đầu quay trở về ở test tích lũy và cây đến giờ kết thúc phiên thì hơi đuối nhỉ <laughs> nó lại bị mất vùng 29.3 như vậy tuần tới ở đây sẽ là vùng 29 khả năng nó sẽ chỉnh cung về loanh quanh ở quanh vùng 29 chạm canh xu hướng tiếp tích lũy thành công mục tiêu sẽ là vùng 30.5 ờ, à, khỏe khoắn hơn thì chúng ta sẽ ngắm lên ở vùng 31 ở à, cổ phiếu HDC hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 34 trong tuần thì nó có nhíu qua xuống đến vùng 33.5 tức là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần tuần trước này và đồng thời thì nó cũng có vùng cản kỹ thuật khá là tốt ở vùng 3.5 đến vùng 36. Ở đây thì uh, phiên ngày hôm nay cũng tích cực này, cây nến giờ phục hồi và sau đó nó test lại một một phần 2 thân nến. Tuần tới chúng ta sẽ lấy tiếp vùng 34 34.3 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu HDC test đi thành công mục tiêu hướng vùng 36 37. Cổ phiếu Nam Long, vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần chúng ta phân tích ở vùng 42.7. Đây có một điểm nhíu về vùng 43, đồng thời target tuần thì cũng đang đặt ở đây là vùng 45. Thì trong tuần là nó cũng lên được vùng 44.7 rồi đấy, 44.7, 44.6 này. Đó và sau đó nó bắt đầu nó chỉnh cung và <laughs> đây là những cái điểm mà quay trở về test cung, như vậy tuần tới lại vùng 42.7 đến vùng 43 các anh chị tối ưu hóa bằng cách lướt thêm một ít ở vùng này. Cổ phiếu phục hồi lên được đến vùng 45 và mắc ở đây thì đang dự kiến ở vùng 46 thì chúng ta lại bán bớt đi. cổ phiếu KHG à KDH đây đó là điểm chỉnh cung kỹ thuật nhé 36.5 đến vùng 37 các anh chị nhé là phiên ngày 26 có luôn này target kỹ thuật tuần của cổ phiếu này vùng 39 thì cũng lên suy soát đấy điểm này là cũng 38.9 rồi còn phải hai like nữa thôi là về hoàn thành target tuần thì như vậy là các anh chị hiểu là vùng hỗ trợ thì chúng ta sẽ gì cân thêm và vùng cảng kỹ thuật ngắn thì chúng ta sẽ canh thì chúng ta bán bớt đi đó và tuần này thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục có vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 37.4 khả năng tuần tới sẽ test về điểm này chạm quanh xu hướng mục tiêu tại vùng 39 sau đó sẽ hướng vùng cả 40 Đạt Phương là một mã cổ phiếu rất là hay nhá các anh chị lưu ý nhá vòng nhấn mạnh rất rất là mạnh đối với mã cổ phiếu Đạt Phương đấy tuần này trong tuần thì cũng có dự kiến vùng 4 43.5 đấy các anh chị đấy có luôn đấy, đấy có luôn điểm chính công kỹ thuật 43.5 rồi và từ 43.5 này thì có hướng đến cái target kỹ thuật tuần của Đạt Phương ở vùng 47.5 và chúng ta có luôn target tuần ở 47.5 tức là chạm hỗ trợ mua và chạm cản canh bán đơn giản như vậy thôi. Và Đạt Phương thì trong cái quá trình nó lấp cáp cũng đẹp này. Phiên ngày hôm nay nó lấp về vùng 46 và nó lại rút chân lên vùng 46.4. Không biết là tuần tới điểm chỉnh sâu thì có về được ở khoảng quanh vùng 45. Đây em xem nào, xem điểm này là điểm bao nhiêu ở khoảng tầm quanh 45.5 đấy hợp lý thì nó có thể nó quay test điểm 45 đến 45.5 test đi thành công thì mục tiêu là ở nhịp này thì đạt phương sẽ vượt vùng 48 và đạt phương thì nó đang có những cái trang cái thuật tuần rất là dài đây để hùng mở cho các anh chị xem nhé à, đạt phương này không phải tự dưng là không phải tự dưng là hùng lại, lại 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 nhấn mạnh với các anh chị như thế đó. đây các anh chị đó Ờ tra cái thuật tuần của Đạt Phương này chúng ta nhìn thấy chân sóng 1 của Đạt Phương nó xây ở khoảng quanh vùng 17 này sau đỉnh sóng 3 nó đạt được ở khoảng vùng 47 các anh chị nhá tức là cũng nhân đôi tài khoản nhá cùng cho từ vùng 20 đi nó đánh lên vùng 47 nhá sau đó thì gì nó test lại Fibo ở khoảng quanh vùng 31 này và bắt đầu nó mở bắt đầu nó vào sóng tăng 3 và sóng tăng 3 này nếu như bằng sóng tăng 1 thì các anh chị cứ đo đi đó cũng gấp đôi luôn đó thì bây giờ ví dụ từ vùng 33 thì ít nhất là nếu mà gấp đôi thì nó phải đánh lên khoảng quanh vùng 66. Đây, đó, 65 66. Thì như vậy là gì? ở chúng ta phía trước chúng ta đang có một cái target của Đạt Phương cực kỳ đẹp. Và lực cầu của Đạt Phương thì cũng rất là ok. Bây giờ tuần này thì nó hơi đuối một tí nhưng mà nói chung Đạt Phương nó cứ đánh khoảng tầm từ 10 10 10 10 10, 10 từ khoảng tầm từ 8 đến khoảng tầm 10 triệu cổ phiếu trên một tuần thì như vậy là đấy cũng là một cái tín hiệu kỹ thuật rất là tích cực của cổ phiếu này. Uh, Dg, <laughs> DIG cũng là một mã cổ phiếu rất là hay và trong tuần đây dự báo vùng chỉnh cung thứ nhất là vùng 31 và 30 nhưng mà trên thực tế thì cổ phiếu này nó chỉ chỉnh về vùng 31.4 thôi và sau đó thì nó đang thực hiện công vùng cảng thuật 34 phiên ngày hôm nay hơi đuối cây đến giờ kết thúc phiên thì hơi đuối cây đến giờ 13 giờ đến 14 giờ thì kéo khá là đẹp nhưng cây đến giờ kết thúc phiên hơi đuối nên là tuần tới lại 32 điểm sâu hơn sẽ là vùng 31.4 test đi thì thành công mục tiêu ở trong nhịp này DG sẽ bứt cản 34 và khi nào bứt được vùng 34 thì chúng ta sẽ đi xây dựng các cái target tiếp theo. Cổ phiếu đất xanh có hỗ trợ cái thuật tuần ở vùng 19.2 đến vùng 19.4. Đây. Chính là cái vùng này. Đồng thời thì cản tuần sẽ là vùng 20.2, 20.5 và các anh chị nhìn thấy là điểm thứ nhất công cản tuần và điểm thứ hai công cản tuần và cả hai điểm này thì đều công thất bại. Chính vậy nên là cổ phiếu nó lại đang có xu hướng quay trở về test lại vùng 19.5 Và hai cây đến giờ của phiên kết thúc phiên ngày hôm nay thì khá là đẹp Tuy nhiên là nó còn phụ thuộc vào cung cầu của cả thị trường Tuần tới khả năng vùng 19.5 sẽ còn quay trở lại test cung ở vùng này Và nhiệm vụ của đất xanh ở trong thời điểm ngắn hạn đó là bứt vùng 20 Và sau đó hướng về vùng cả cái thuật 21 Và khi nào mà đất xanh bứt được vùng 21 Thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục nói những câu chuyện tiếp theo NovaLand <laughs> sau một điểm đánh của phiên ngày thứ hai khá là tích cực và phiên ngày 28 thì như vậy thôi thì nó cũng đã vượt lên được cái vùng giá mục tiêu đó là vùng 18 đến vùng 18.2 đồng thời thì trong tuần nó có cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 17 17.15 khá là tốt về đến đây thì phiên ngày hôm nay là cổ phiếu Nam Long à, cổ phiếu à, Novaland bắt đầu này, bắt đầu nó có xây những cái điểm mà rích rác ở quanh vùng 7.2 cho nên là tuần tới thì khả năng là nếu có chỉnh cung thì nó cũng sẽ loanh quanh ở khoảng quanh vùng 17 17.15 đến khoảng vùng 7.2. Test đi thành công, mục tiêu là vùng 18 18.2 và nhiệm vụ của nhiệm vụ của của Novaland là nó phải bứt qua được cái vùng 19. Và khi nào bứt qua được vùng 19 thì cái câu chuyện về uh, cổ phiếu này thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích. PDR thì gần như là chúng ta hết cản rồi các anh chị. Khi mà nó bứt qua được cái vùng 30 30.5 này là hết cản này và sau khi nó vượt qua cản thì nó đang có động thái nó test về cản đúng không ạ? Thì ở đây các anh chị lưu ý này, trong tuần thì có dự báo là điểm test ở vùng 30 30.5 nhưng trên thực tế nó chỉ test về vùng 31 thôi. Đồng thời nó sẽ diện nó đang hướng về vùng cản kỹ thuật 33 thì trong tuần nó lên được vùng 32 5 rồi. Khá là tích cực các anh chị, khá là tích cực. Kể cả phiên giao dịch ngày hôm nay, các cái điểm nó test về nó chỉ test về vùng 31.5 thôi và nó lại vòng lên nó lại lại phục hồi lên như vậy tuần tới điểm 31.5 điểm xa hơn là vùng 31 đây test đi thành công thì nhiệm vụ ở trong ngắn hạn của cổ phiếu PDR nó vẫn là gì bứt vùng cản 33 và sau khi bứt được vùng 33 thì cũng sẽ tiếp tục xây target <laughs> cho cổ phiếu và mục tiêu của của em này thì 4x rồi chắc chắn rồi nói chung là tiền mà đổ bất động sản thì <laughs> PDR 4x nó là trong tầm tay Nhóm ngành mà Hùng sẽ đi phân tích cho các anh chị Tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán Đây cũng là một cái nhóm ngành rất là dường cột và uh, Nó có cái vai trò dẫn dắt tạo lập của chỉ số VN Index khi mà chỉ số này tiệm cận về vùng 1.300 điểm Cổ phiếu VCI dự kiến điểm chỉnh 1 ở vùng 53 và trong tuần thì sau cái điểm mà nó bị mất vùng 53 thì cái này thì các anh chị lưu ý này tức là trong cái quá trình vùng phân tích thì Hùng sẽ dự kiến một cái vùng chỉnh cung kỹ thuật nào đó và trong cái quá trình mà cổ phiếu chỉnh về đây ví dụ nó chỉnh về vùng 53 nó tích thành công đó thì như vậy là chúng ta sẽ không tính toán được cái điểm hỗ trợ dưới còn trong trường hợp nó thủng vùng 53 thì đương nhiên nó sẽ phải lùi lại ở đây là vùng 51 đến vùng 51.5 và trong trường hợp nó thủng vùng 51 thì đương nhiên nó sẽ lùi lại vùng 50 tức là không ai có thể cản được cả và cái quá trình vấn đề là chúng ta phải xem được cái điểm mẫu chốt và cái điểm nào là cái điểm mà gì cổ phiếu nó sẽ có xu hướng đảo pha các anh chị đảo pha thế thì đối với VCI đó vùng 53 kể cả là nó test về ở đây là vùng 51 51.5 này đây và phiên ngày 27 này ngày 28 thì nó tiếp tục bám sát ở biên 53 Hoàn thành target tuần ở vùng 55 Và target tuần tiếp theo ở vùng 57 thì chưa hoàn thành Như vậy với góc độ hiện tại về cách tạo lập là khá là happy Tuần tới nó sẽ lại tiếp tục vùng 53 Đó, Điểm sâu hơn đấy là vùng 51, 51.5 nhưng mà điểm 53 đã đó rồi là có thể là trong trường hợp nếu 53 ba nó bị dơ lắc thì nó cũng sẽ chưa về đến cái vùng 51.5 đâu các anh chị đó, đấy nó sẽ về cái điểm này này điểm 52.3 đó, có thể là nó sẽ sẽ đây các anh chị, nó tuần tới có thể là nó chỉ test lại hai 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 cái điểm này thôi. Và test tích lũy thành công, đó test đi thành công thì nhiệm vụ sẽ tiếp tục vùng 55 và xa hơn sẽ là vùng 57. SSI trong tuần thì cũng có dự kiến này, vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 37 tức điểm chỉnh 1 là 37.5 điểm chỉnh 2 là vùng 37 và trên thực tế thì nó chỉnh về vùng 37.2. Đấy. Và SSI cũng đang test tích lũy hết sức là thành công và mục tiêu tuần của SSI vùng 39 thì cổ phiếu SSI chính thức hoàn thành vùng 39 đến vùng 39 và <laughs> sau khi mà đạt được cái target này thì như vậy là gì nó, nó bắt đầu nó đây có gáp này nên nó quay về nó chỉnh cung lớp gáp và điểm chỉnh cung tuần tới sẽ là vùng 38 vùng 37.5 Tết tích lũy thành công, mục tiêu sẽ là vùng 39 và sau đó sẽ hướng về vùng cản 40 đến vùng 42. Và đối với SSI thì cũng đã có phân tích cho các anh chị về xu hướng tuần các anh chị xu hướng tuần của cổ phiếu SSI là khá là đẹp và đây mục tiêu sẽ là 4X sau đó sẽ 42 vượt thoát được vùng 42 thì rất có thể nhịp này cổ phiếu SA sẽ về đến quanh vùng 50 cơ chứ không phải là vùng 40 đâu tức là nếu mà tính từ vùng 40 lên đến vùng 50 là còn chạy 25% nữa đó vậy thì như vậy thì thì cái câu chuyện là gì không ai dám chắc được là cái xu hướng nó sẽ đi như nào và các anh chị sẽ bám sát các cái điểm các cái điểm gì các điểm kỹ thuật ví dụ vùng 39 tại sao các anh chị nhìn thấy về đến vùng 39 nó chỉnh mà không phải nó phải vươn lên vùng 39.5 hay là nó không phải vươn lên vùng 40 mà hùng lại phân tích đến vùng 39 thì đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải học và chúng ta cần phải 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 cảm nhận được hoặc là ví dụ tại sao chúng ta lại phân tích vùng chỉnh cung là vùng 3 điểm chỉnh cung là một là 37.5 điểm 2 là 37 mà lại tại tại sao chúng ta lại không phân tích sâu xuống dưới này là vùng 36 ví dụ như vậy thế thì đấy đấy là cái cách mà chúng ta ngắm cái xu hướng vận hành của cổ phiếu để chúng ta dự báo anh chị nhá dự nhá chứ không phải là chắc chắn đó đó chúng ta dự một cái vùng nào đó thế thì cái cách dự là như thế nào không phải chúng ta dự có cơ sở chứ không phải chúng ta dự tùm lum đó cái chính nó là ở chỗ đó chứ không phải là Thế thì bây giờ ví dụ tuần tới thì chúng ta sẽ ngắm ở vùng 37.5 đến vùng 38 thì đây là cũng là một cái một một cái mẫu chốt vấn đề. Mà tại sao chúng ta lại không dự ở vùng 36.5 hay là ở dưới này? Đó thì vậy thì chúng ta cứ từ từ nói chung bám bám sát theo, theo xu hướng. Đó test tích lũy thành công vùng này thì chúng ta lại tiếp tục vùng 39. 39 bứt qua được thì chúng ta mới ngắm lên vùng 40. Đấy, lần lượt như vậy Các anh chị nhá. HCM cũng khá là tích cực ở trong tuần vừa qua. Đấy. Đó, trong tuần thì vùng dự vùng 28 sẽ là vùng gì? Vùng chỉnh công kỹ thuật và cản và target kỹ thuật sẽ là vùng 29.5 nó bớt được vùng 29.5 thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng cản 30 và trong tuần thì gần như em đạt được 30 trên 30. Và nó cũng test thành công ở vùng 28 nữa. Đó, vậy thì như vậy là hoàn thành hỗ trợ và hoàn thành kháng cự luôn và các anh chị có hiểu được cái cách là chúng ta tối ưu hóa bằng cách là mua ở hỗ trợ và bán bớt ra ở cản chứ cả. ạ. Và khi về đến vùng 30 đấy các anh chị này, nó bắt đầu nó quay về nó chỉnh cung nó lấp gáp chắc chắn rồi. Vùng này sẽ lấp về vùng 29 và điểm sau hơn sẽ vùng 28.8 tuần tới nó lấp ở điểm này và nó chạm cái xu hướng tích lũy thành công thì như vậy nhiệm vụ sẽ là 30 sau đó sẽ hướng vùng cản 31 và ví dụ trong tuần vừa qua mỗi tuần nó chạy 2.000 đúng không ạ từ 28 nó chạy lên 30 sau đó nó trả lại vùng 29 thì nó cộng 2.000 thì chúng ta lại có target ở vùng 31 đấy tính sơ sơ vậy các anh chị tính cua trong lỗ đúng không ạ <laughs> rồi cổ phiếu VND à, cũng một cái sự cố của bên công ty cổ phần chứng khoán VND rất là nghiêm trọng tuần vừa qua thì VND cả tuần không giao dịch được và các cái tài khoản cầm ở bên đó thì họ cũng rất là sốt ruột không biết là công ty sẽ có những cái chính sách hỗ trợ như thế nào còn xét về kỹ thuật thì đây tức là phiên giao dịch ngày thứ hai của VND cực kỳ tốt luôn các điểm chỉnh cung kỹ thuật thùng dự báo vùng 24 và điểm 2 sẽ là vùng 23.5 23.6 đấy ngay vào phiên giao dịch nó chỉnh 24 và nó kéo lên đến vùng 24.8 suýt soát đạt target tuần ở vùng 25 à, Tuy nhiên là sau đó thì có thể là những cái thông tin Uh, nghiêm trọng của hệ thống và chính vậy nên VND bắt đầu nó quay về nó chỉnh cung và trong tuần thì uh, xét về góc độ tạo lập thì dòng tiền đỡ cũng khá là tốt đó các anh chị nó vẫn giữ được ở vùng 24.2 à, xin lỗi cả nhà 24.4 24.6 là khá là tích cực các anh chị sự cố như vậy mà nó vẫn giữ được ở trên vùng gọi là vùng 22.5 cộng là khá là ok chạm vùng 22.8 bật lên vùng 23.8 và đây bây giờ nó quay trở lại nó test lại đáy lần hai. Thế thì tuần tới, thứ hai tuần tới thì khả năng là VND bắt đầu vào giao dịch bình thường rồi và đó là một thông tin khá là tích cực và kỳ vọng ở vùng 22.8. Điểm sâu hơn sẽ là vùng 2 4 2 6 test tích đi thành công và nhiệm vụ ở trong ngắn hạn thì ở VND nó quay ngược lại vùng 24 thì theo quan điểm của Hùng nó cũng trong tầm tay thôi, nó không có vấn đề gì cả. <laughs> FTS À, về tăng các kỹ thuật của nó thì khá là cao rồi và như cũng đã có phân tích với các anh chị ở đây trong thời gian vừa qua FTS có vùng cảng kỹ thuật ở đây là vùng 64 đến vùng 65 và điểm hỗ trợ kỹ thuật dưới ở đây là vùng 59 đến vùng 60 đây là trong tuần thì nó có điểm test lại ở dưới vùng gọi là 60.5 à và nó cũng đã có một điểm kéo về vùng 64 và trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta có thể tối ưu hóa bằng cách là gì chúng ta đây các anh chị này chạm hỗ trợ này thì chúng ta cân và chạm cản này thì chúng ta bán bớt đi đối với FTS cổ phiếu SHS khá là tích cực và dư địa của SHS khả năng ở trong nhịp này nó sẽ còn. Bây giờ chúng ta sẽ view ở trên sạc kỹ thuật giờ trước thì vùng chỉnh cũng mục tiêu ở vùng 19.5 nhưng trên thực tế trong tuần vừa qua thì nó chỉ đi ở vùng 19.8 đến vùng 20 thôi và target tuần hùng dự báo ở vùng 21.5 thì chưa đạt được nó lên được vùng 20.7 và ở đây thì chúng ta cũng đang có các cái điểm chỉnh công kỹ thuật. Như vậy tuần tới nếu đẹp thì nó sẽ test lại vùng 19.5 để à, xin lỗi cả nhà 19.8 đến vùng 20 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 19.5. Kỳ vọng test tích lũy thành công ở vùng này thì target cái thuật vẫn là đẩy về vùng 21. Và các anh chị view SHS ở trên chart kỹ thuật ngày à, trên chart kỹ thuật tuần. Để chúng ta nắm được sơ bộ về về cái cách vận hành ở đây nhá. Ở đây thì bây giờ nó như thế này. Tức là SSS nó cũng đã đi được một cái chặng đường tương đối là xa khi mà nó tăng từ vùng 6 và lên đến vùng 20. Sau đó thì nó test đỉnh cung này và đây là một cái nhịp mà uh, có thể hình thành một cái cốc thứ nhất và cái tay cầm thứ hai và đây đang là cái điểm 20 mươi uh, nó có cái vùng cảnh hai tuần 20.5 ở đây. Và chỉ cần các anh chị và chỉ cần tuần tới hoặc là một cái tuần nào đó mà cổ phiếu ở đây nó hình thành một cây nến tuần với mức tăng và cổ phiếu này vượt thoát qua vùng 20.5 thì như vậy là cái target tuần mùng có đặt ra đây là vùng 23.5 đúng không ạ? Đây. À 21.5 sau đó thì nó sẽ phải vượt qua được cái vùng 21.5 và khi mà xuất hiện một cây đến tuần như này thì target kỹ thuật của SHS nó sẽ vượt lên đến vùng 23.5 đến vùng 24 cơ. Đó, trên 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 chạc phân tích tuần đó thì nó sẽ sẽ đi như vậy. Đó, thế còn trên chạc phân tích kỹ thuật giờ thì như vậy là nó Tích lũy thành công xong thì chúng ta sẽ phải uh, cần một cái nhiệm vụ đó là gì? Cổ phiếu này. Phải bứt qua được cái vùng 21.5 Đấy. Rồi VX uh, có game rồi phát hành và hiện tại thì VX cũng đang khá là khỏe. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là <laughs> ở đây. Các anh chị lưu ý vùng cảnh kỹ thuật của nó là 21.5 đến vùng 22 Vùng hỗ trợ dưới. Nhung đã có phân tích ở đây. Vùng 19.8 đến vùng 20. Trong tuần có luôn vùng 19.8 vùng 20 Và VX thì suy soát đạt target kỹ thuật tuần 21.5 nhá, sau đó nó bắt đầu chỉnh cung nhá. Như vậy tuần tới sẽ ở khoảng <laughs> quanh vùng 20.4 20.5. Ờ, kỳ vọng là nó chỉ test về đây thôi, còn trong trường hợp nếu như nó yếu hơn thì thì cái câu chuyện hoàn toàn nó bình thường nó vẫn có thể là nó vẫn phải quay trở lại cái vùng 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 ở đây là vùng 10, 10 19 8 đến vùng 20. Ờ, test đi thành công thì nhiệm vụ của VX ở trong ngắn hạn đó là vùng 21.5 và vùng 22. AGR trong tuần cũng đánh khá là sung nó có một cây trần và điểm chỉnh cung kỹ thuật một ở vùng 20.5 điểm chỉnh cung kỹ thuật hai ở vùng 20 và trong tuần các anh chị nhìn thấy ạ à, chúng ta có cái điểm chỉnh cung ở quanh vùng 20.5 và target tuần thì cũng có dự báo lên vùng 23 đây suy soát đạt suy soát đạt các anh chị sau một cây nến kéo khá là mạnh thì như vậy là tuần tới thì nó sẽ chỉnh về quanh vùng 22 điểm chỉnh sâu hơn sẽ là quanh vùng 21 Ờ uh, test tích lũy thành công thì như vậy là nhiệm vụ sẽ bật vùng 23 và hướng về target kỹ thuật tiếp theo của AGR ở quanh vùng 24. Cổ phiếu VDS cũng rất là happy, con này đánh tạo lập khá là hay. Đấy. <laughs> Dự kiến cái vùng chỉnh cung 21.5 có thời điểm nó rơi qua vùng 21.5 nhưng về cơ bản là vùng chúng ta có mua vùng 21.5 thì kết tuần chúng ta vẫn lãi 1.000. Vẫn lãi 1.000 các anh chị. Đó, vậy thì vùng hỗ trợ kỹ thuật là gì? Là vùng rất là hay đây này, 21.5, 21.3 này. Trên thực tế thì nếu như mà chúng ta gọi là chúng ta chúng ta đạt đạt yếu yếu một tí ở đây là vùng 21.35 cơ. Đó. Thì như vậy là gì? Nó chạm về đây này. Đây nó bật và sau một cây đến giờ bật lên thì VDS có một phiên test thành công nó chỉ test về vùng 22.4 thôi các anh chị và với cách test như này thì dự báo là gì sẽ hướng về target kỹ thuật 23.5 và VDS hoàn toàn có thể lên đến vùng 25 nhé tức là là một cái target dự phóng trong trường hợp nếu bứt được vùng 23.5 thì nó có thể tiếp tục lên vùng 25. ORS cũng rất là 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 happy cho các anh chị rồi đến thời điểm này cũng đã hoàn thành được những cái target này. thành công mỹ mãn rồi <laughs> Đây Hỗ trợ kỹ thuật tuần là phân tích ở vùng 7.1 này Nhíu phát 17.1 Sau đó thì target tuần là vùng 18 này Đây Không biết là cây nến này thật hay giả Nhưng ít nhất là vùng 17.8 Đến vùng 17.8 là có Đấy và ở đây thì khi mà đạt được gần cái target kỹ thuật Thì nó quay về nó chỉnh cung Tuần tới ở vùng 17.3, 17.5 Test như thế là thành công Thì như vậy là target tuần Chúng ta lại tiếp tục dự báo ở vùng 18.4 đến khoảng vùng 18.5 MBS cực khỏe luôn và hiện tại thì MBS là chính thức là break đỉnh rồi đấy. Với cách thức đi như này là nó mở trend ấy. thì trong tuần thì cũng có dự báo MBS sẽ chỉnh cung về quanh vùng 29. Thực tế thì nó có chỉnh cung sâu hơn nhưng giả sử như có mua 29. Đó, các anh chị và đóng cửa vùng 30.3 thì các anh chị cũng lãi 1 ba trên một cổ phiếu. Thế đó, 1 trăm đồng trên một cổ phiếu đấy. Và cái cách thức là gì vùng hỗ trợ thì nó sẽ rất là quan trọng các anh chị và vùng cản thì chúng ta có thể canh chúng ta tối ưu đi. Tuần này thì MBS hoàn thành luôn target 31. Đấy, và thậm chí là các anh chị mua 29 mà các anh chị bán 31, các anh chị lãi 2 000 đồng một cổ phiếu cơ. Rồi và bây giờ thì nó đang quay về nó chỉnh cung thôi. Ờ, chỉnh cung như thế này là hoàn toàn bình thường. 297 đến vùng 30 tuần tới các anh chị nhá. MBS test tích lũy thành công ở vùng này, 297 đến vùng 30 tiếp tục đẩy target của cổ phiếu MBS lên tuần mới ở vùng 32. CTS cũng hiện tại cũng đang rất là khỏe. Và tấm tuần dự báo ở đây là vùng chỉnh cung kỹ thuật ở đây là vùng 30 mấy đây này 37.3 Thực tế thì nó có test qua vùng 37.3 nhưng về mặt uh, kỹ thuật thì như vậy là vùng 37.3 vẫn ngon đấy Trong trường hợp mà các anh chị mua 37.3 và đây này tuần này nó lên được vùng 39.3 Cũng ngăn 2.000 đồng trên một cổ phiếu Và sau đó thì nó bắt đầu nó chỉnh cung và các điểm test tích lũy của cổ phiếu này quanh vùng 38.3 cực đẹp luôn như như vậy tuần tới á khả năng thì nó sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 3835 3 test thì thành công. Mục tiêu ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm về vùng 40 và điểm xa hơn của CTS có thể ngắm về vùng 42. Ok, như vậy thì về cơ bản á là danh mục cổ phiếu thì chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Và chúng ta sẽ nói sơ bộ thêm một chút nữa về xu hướng thị trường thì như các anh chị em của chúng ta cũng nắm được rồi đối với chỉ số vn ở trong cái thời điểm hiện tại và nó đang vận hành ở đây đó là vận hành về 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 mặt vận hành hình nêm và trong một cái kênh xu hướng đó trong một cái kênh xu hướng cái cản chéo ở trên này và cái mô hình tam giác có một cái điểm nó hỗ trợ gọi là cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của uh, của, của chỉ số vn đó là biên ngang đó và trong cái mô hình tam giác này thì nó cứ đi như vậy thôi và bây giờ thì chúng ta nhìn thấy này uh, chỉ số vn của chúng ta uh, điểm kéo thứ nhất này chạm kênh xu hướng này test lại này xong nó kéo này thì điểm này cũng là điểm suýt soát chạm kênh xu hướng và nó lại đang có xu hướng và gì đây các anh chị đó đây ví dụ đây ta sẽ để thằng đây đó ở đây này thì như vậy là gì đó sau sau một cái điểm mà gì nó kéo chạm ở đây là vùng 1292 điểm đây này 1292 1293 đúng ạ đây đó Mình sẽ đẩy lại đây đó anh chị đây thì như vậy là chúng ta thấy rằng là cản ở đây rồi thì rất có thể là gì tuần tới thì chỉ số vn index chúng ta sẽ có những cái điểm gì nó nó sẽ có những cái điểm quay lại và nó cứ đi như vậy thôi và hùng hùng lê kỳ vọng là nó cứ đi như vậy nó đi nó đi như vậy và càng đi nếu trong trường hợp nó càng đi ấy, mà nó càng bám bám biên trên có nghĩa là gì có thể là nó sẽ đi lên đây này rồi sau đó cái điểm tiếp theo nó có thể đi lên đến vùng một nghìn này rồi sau đó thì nó lại gì nó lại đạt tiếp này thì đây cũng là một cách đi vận hành rất là hay và chỉ cần Ờ, trong trường hợp trong trong cái những cái thời điểm ngắn hạn đó, chỉ cần chỉ số VN Index của chúng ta đỡ được ở trên vùng 1220 điểm. Thì như vậy là các anh chị em của chúng ta cứ tối ưu cho hùng là uh, các cái điểm mà cổ phiếu đảo chiều á, thị trường đảo chiều thì hùng sẽ phân tích rất sát luôn. Khi nào thấy đảo chiều phát là sẽ phân tích cho các anh chị và tại thời điểm đó, ví dụ đảo chiều mua thì như vậy chúng ta mua, còn đảo chiều bán thì có thể là đây là cái vùng này thì vùng bắt đầu bán được rồi nó ạ vùng 1295 1300 điểm thì đây là cản tâm lý thì các anh chị có thể bán bớt các anh chị đừng có bán hết. Chúng ta thì bán như khi mà chúng ta chiếu vào các cái phân tích kỹ thuật của từng mã cổ phiếu thì các anh chị đều nắm được đâu là cản và đâu là hỗ trợ. Thì chúng ta canh bán là bán ở vùng cản và hỗ trợ thì chúng ta canh để chúng ta mua lại và chúng ta lướt lát ở trên khoảng tầm độ 20 đến 30% vị thế. Chỉ số VN index chúng ta chỉ cần vận hành tích cực ở trong cái mô hình tam giác và không bị phá kênh xu hướng thì như vậy là cái cơ hội phía trước của chúng ta vẫn còn và nó sẽ đi cho đến khi nó sẽ đi cho đến khi nó phát đi một cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo đó vậy tín hiệu kỹ thuật tiếp theo đó là gì đó là chỉ số vn index của chúng ta tích cực thì nó sẽ break cản một ba trăm điểm để nó mở trend nó đi lên và trong trường hợp tích cực như vậy thì chỉ số vn index của chúng ta sẽ hướng về vùng một ba trăm năm mươi điểm còn trong trường hợp tiêu cực có nghĩa là chạm đến vùng 1.300 điểm, 1.295, chỉ số VN nữa chúng ta quay trở về chỉnh cung tích lũy. Vậy thì chỉnh cung tích lũy thì nó cũng sẽ lần lượt nó test. Đó, và trong tuần vừa qua thì nó test thành công ở vùng 1.260 đến vùng 1.265 điểm. Vậy thì tuần tới cũng như vậy rất có thể là chỉ số VN Index chúng ta cũng sẽ quay trở về vùng 1260. À đây à, xin lỗi cả nhà, 1265 đến vùng 1270 để nó test tích lũy thành công ở vùng này và test tích lũy thành công vùng này thì cũng có thể là gì một cái kịch bản lạc quan là chỉ số vn index của chúng ta sẽ đẩy về vùng 1295 đến vùng 1300 điểm thậm chí là vùng 1310 và cái cách thức là gì nó vận hành theo hình xin chạm hỗ trợ dưới tích lũy thành công đảo pha xu hướng thì chúng ta sẽ có cản trên và tại cản trên mà chúng ta xuất hiện những cái tín hiệu kỹ thuật và gì thì thị trường bắt đầu chỉnh cung quay trở lại thì như vậy là các anh chị em bán bớt đi và như nó có phân tích đây này các anh chị nhìn cái mô hình này thì rất là rõ rồi chỉ cần chỉ số vn index của ta cứ tích lũy thành công và đẹp nhất các anh chị đẹp nhất là là vùng một một hai bốn bảy đẹp nhất là cứ chạm một hai bốn bảy rồi bật lên và cứ chạm ở bên trên thì dội xuống và đánh như này cực kỳ sướng luôn cực kỳ sướng là vì sao bởi vì trong tay của chúng ta có sẵn danh mục đầu tư rồi và chúng ta chỉ cần tối ưu hóa bằng cách từ 30 đến 50 phần trăm trên danh mục chúng ta có tại điểm hỗ trợ của thị trường và tại điểm cản của thị trường đánh cực sướng nếu như thị trường mà nó đi sideways đi vòng vo bon như này chúng ta đánh cực sướng luôn anh chị. Và và vào chỉ mong như vậy thôi, cũng chả cần phải tăng nhiều. Ông cứ chạm cái cản trên này thì có ông đạp xuống Mà cứ ông cứ chạm cái hỗ trợ dưới thì ông long lên cứ thế mà làm. Mà làm càng càng lâu càng dài càng tốt thì mình càng có lợi nhuận, mình càng có tiền. Đó, nhưng mà đừng có vỡ, đừng có vỡ cái mất một cái vùng 1220 điểm này là thôi thì, thì, thì 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 coi như khi mà cái điểm này mà bị mất thì thôi các anh chị chạy nhanh nhanh lên. Đấy, còn trong trường hợp mà cứ vòng lên rồi vòng xuống, vòng lên vòng xuống mà cứ đi như vậy trong cái biên này thì cực kỳ đẹp các anh chị nhá. Ok, thôi bản tin tuần xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích và cập nhật tiếp theo.